sao không có ai hết trời. Gì đâu mà dắt tanh như chùa Bà Đanh. Ủa ông quan là sao kỳ ta? Chẳng lẽ ông quan này ông xử trong cái đình này hết á? Ông mướn cái đình này. Trong này sao nó gió thổi rùng rợn quá, âm u quá. Chà, tượng này thờ chắc linh lắm nè. Dạ con không biết ông tên gì. Dạ con Lạy, ông Ba Lạy. Nếu ông linh thiêng, chiều nay cho con xỉu chủ để con quánh. Dạ con kiếm tiền đi uống bia ôm. Ôi trời ơi, người hả? Người lên kia. Đi lại. Dạ. Vô đây làm gì? Dạ con vô đây con kiện vợ con. Dạ. À, té ra là ngươi đi kiện à? Dạ. Vậy nói về đây là ông quan hả? Quan. Trời ơi, ông quan mà nãy giờ tưởng bức tượng không à? Chắc ở đây xử ế lắm hả? Sao mướn cái đình này xử vậy? Không có, đứng mướn vậy đứng sẵn vậy ai lợi xử à? Ủa vậy là đây tượng hả? Không tượng người đó. Người sao nó nhắm mắt? Mày ngủ hoài vậy mày? Thức dậy đi ngủ hoài. Tới giờ xử rồi. Ủa, quan vậy đứng sáng giờ ở đây để chờ xử hả? Giờ vô muốn thưa kiện ai? Dạ thương vợ con. Thưa vợ ngươi? Dạ. Vợ ngươi tội gì mà thưa nó? Ngoại tình. Ngoại tình sao kể ta nghe coi. Tôi kể người nghe chuyện tình tối già nàng là một chuyện tình cay đắng lúc tôi còn thơ. Thôi dạ. Bây giờ mày kể từ cái lúc còn thơ tới giờ 40-50 tuổi rồi, chắc là tới mai chưa hết á. Dạ ý con muốn là thương vợ con nó ngoại biết tình. Rồi vợ chừng nó ngoại tình. Ngoại tình cái kiểu nào? Dạ vợ con ngoại tình mà quan hỏi cái gì? Nhưng mà vợ con ngoại tình quan biết không? Thằng này nó gài tôi ta. Trời đất ơi, vợ ngoại tình mà hỏi tôi biết không? Ha, tôi nói tôi biết, nó dám thương ngược tôi lắm á. Trời, mày vô lý vậy mày. Dạ. Vợ ngoại tình mà tôi biểu mày kể tao nghe cái đoạn của nó ngoại tình cái thế nào. Dạ con hiểu rồi. Dạ vợ con nó ngoại tình là gì nè? Bữa con nhậu say quá, cái con về, con vợ con nó nói sốc ốc con. Cái con quê qua con quánh vợ con. Trời. Tức quá con đốt nhà luôn. Mấy chục thằng thanh niên hàng xóm nó qua, nó trói con lại. Đó, mấy chục thằng đã ngoại tình với vợ con đó. Nếu nó không vợ ngoại tình làm sao nó trói con, đúng không? Rõ ràng. Vậy là ngoại tình rồi. Dạ. Cái con tức quá. Sao? Cái con viết đơn lên con kiện xã. Kiện xã? Dạ. Rồi xã giải quyết sao? Xã nhốt con một tuần. Ủa chắc kỳ á. Bắt con đi lao động con ít là nhổ cỏ. Cái con quậy. Quậy xong con tức quá con viết đơn dài lắm con kiện lên quận. Kiện quận? Dạ. Rồi quận giải quyết sao? Quận nhốt con tháng. Bậy. Dạ, bắt con tới cái trại đó dắt sữa bò. Trời bậy quá. Con quậy luôn, con quậy quê quá, con quậy luôn. Bậy quá, bậy rồi, bậy rồi. Dạ. Nghĩa là họ đi không đúng người. Dạ. Lợi ta mới đúng người. Dạ. Ta xử công bình lắm. Dạ quan xử công bình hả quan? Chứ sao? Dạ về tốt quá. Vậy con xử quan. Dạ quan muốn gì cũng được, miễn sao xử cách độc ác thôi. Là quan muốn gì cũng chiều theo quan cái đó. Là ta xử cái vụ này mắc tiền lắm nha. Tiền đối với con là phù du chuyện nhỏ. 1 tiếng là 1 triệu, và cái vụ này ta xử tới 2-3 tiếng lần đó. 2-3 tiếng lần hả? Giờ đặt tiền tổ đi. Cái gì vậy? Làm như coi bói đặt tiền tổ. Không ý ta nói là đặt trước 1 triệu đi. Rồi ta xử tới đâu ha tính tới đó. Cứ tiếng nào là làm triệu, tiếng đó là tiếng triệu dễ. Miễn sao quan xử độc ác cho con là con phải. Trời ơi, ta dồn cái mặt ta là biết ta ác rồi. Dạ, xử cái kiểu nào cũng ác hết trơn cái đội á. Đủ không? Khoan như dư 10.000. Thử mắt này sáng quá vậy ta. Dạ đó. Đủ một tiếng triệu nha. Dạ tiếng đầu đi. Vô đưa cho bà, biểu bà đi chợ. Rồi. Nghe không? Rồi. Dạ xử đi quan. Từ. Dạ hết 3 phút rồi đó. Từ ta xử cho. Dạ. Ở quan nói là không có chuyện gì mà quan xử không được hết trơn. Dạ. Mà quan xử rất là công bình. Dạ. Có tiền là công bình rồi. Dạ. Quan vui quá có tiền. Để bắt đầu quan xử nha. Dạ. Ủa? Mà xử không có vợ thì ngươi sao xử? Dạ có. Ui, nó lướt ngoài á. Ủa sao trời sẵn luôn vậy hả? Trời ơi nó đu theo con như sam vậy đó, như đĩa vậy đó, đi tới đâu đu như thế đó hả? Ồ, dạ. Vậy hả? Kêu thằng lính này nó kêu đi. Rồi, được rồi, để ta xử. Dạ. Người đâu? Dạ. Đưa phạm nhân vào. Dạ. Dạ quan, lát nữa vợ con mà nó vô đây á, quan xử làm sao cho nó độc ác. Càng độc ác bao nhiêu thì con sẽ lo cho hậu sự quan càng nhiều bấy nhiêu. An tâm đi, nhìn cái mặt ta là biết ta ác rồi. Ta xử là tiêu hòa. Dạ. Vô, vô dạ đâu. Từ. Muốn đâm không? Đi chậm. Ai? Chưa có gì được giết ta. Xíu. Dạ. Lời nói đầu tiên em xin chào quan anh. Dạ lời nói thứ hai em xin chào chồng em. Hơi khó chà. Dạ lời nói thứ ba em xin chào quý vị khán giả. Dạ xin mọi người cho em một tràng pháo tay thật lớn đi nào. Khoan nó vô đây nó mang tội biết mà nó dám chơi game xô rồi quá. Nàng qua đây là đâu? Tại sao gặp quan không quỳ xuống? Dạ em quên, em tưởng nãy giờ em đi hát với nhau. Hát với nhau kìa. Quỳ xuống. Dạ, dạ. Qua, xử đi qua. Từ từ mày. Con nhỏ này nó ghê lắm. Kệ tao. Tao cái chuyện tao xử rồi tao xử. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Nàng kia. Dạ. Nàng biết tội gì nàng chưa? Ủa tội gì? Không biết, tự nhiên bắt vô đây không biết tội gì. Nghe tao kể đây. Chồng nàng thưa nàng về cái tội ngoại tình. Nàng có nhận tội không? Hả? Ngoại tình? Trời ơi, Quang An. Quang, Quang. Con kìa Quang. Quang đây mà kêu cái gì? Không, em kêu Quang là oan ức á. Oan. Để cho lăn lộn vậy đó. Quang ơi, trời ơi, Cao Xanh ơi, có thù cho lòng con. Ai dám nói tôi ngoại tình, ai dám nói tôi ngoại tình. Đó, chồng của đàn thưa đàn đó. Tại sao? Tại sao anh nói lòng nào anh nói em ngoại tình hồi nào anh nói đi. Bằng chứng rõ ràng còn chối cãi gì nữa. Quang, chính mắt con thấy rõ ràng vợ con nó ngoại tình, nó đi theo thằng khác, lấy hết tiền của trong gia đình con cho cái thằng đó ăn, còn tức không qua không lo cho đứa ba đứa con. Quang xử đi Quang. Trời ơi Quang, trời ơi làm như là cá lóc mà nhảy đầu đập đầu, lát nó đập đầu xuống đất à. Quang quá đi trời ơi. Ủa đây hai chồng mày diễn hết không cho tao làm hả? Dạ, làm gì Quang? Trời đất ơi tao xử mà. Dạ dạ con lộn. Mà nãy thấy hai chồng mày diễn quá luôn, tao chọt vô không được luôn á. Dạ dạ con lộn. Dạ, không phải để tao chọt vô chút đỉnh tao kiếm sống chứ. Dạ con tức quá Quang, Quang xử đi Quang. Nè kia Quang, tại sao chồng của mình ăn nhậu mà không biết lo cho chồng? Đúng. Khi nào chồng mình hết tiền phải đi mượn tiền góp cho chồng nhậu. Đúng. Cá độ đó anh thua cũng phải chạy tiền đưa cho chồng. Đúng. Như vậy mới là yêu chồng chứ. Chồng mình sai xỉn có chửi mình cũng phải nhịn, lấy khăn nóng lau cho chồng. Đúng. Rồi đó mới móc tiền nó bỏ. Đúng. Hiểu không? Ủa Quang ơi, xí gì? Em là vợ nhà chứ không phải em là ở lầu xanh đâu mà em phải móc tiền bo cho em Quang. Nghĩa là ý tao nói là nàng như vậy đó mới là đúng là người vợ hiền. Không Quang ơi, xí cho em trần tình được không Quang? Nói đi. Dạ thật ra là vậy nè, chồng em á suốt ngày cứ rượu chè rồi cờ bạc, Quang thấy không? Đến nỗi mà em nè ăn mặc rách rưới như vậy nè, không có được một cái áo tươm tất nữa. Như vậy á mà còn không vừa lòng, mỗi lần đi nhậu xỉn về á là đánh vợ đánh con. Hôm bữa đó là em nhớ vậy, nhậu xỉn về xong rồi kêu em đưa tiền để đi đánh đề. Em nói em không có tiền, ông đốt nhà em. Không đốt nhà cái hàng xóm người ta mới bu lại, người ta sợ cháy đầy nguyên cái xóm, người ta ôm ổng lại vậy mà nói em ngoại tình à. Cầm đi, dàn ra thôi. Tại sao vậy? Tại sao có đối xử với chồng mình như vậy? Hả con phụ nữ kia, không biết yêu thương chồng. Rõ ràng là nhà con. Đâm mày cái mày chết liền, tao đâm mày chết liền luôn. Ủa, nhớ Quang đứng đây mà. Ai xử vậy? Dạ Quang xử. Dạ mày nhào vô hơn nữa hả mày? Tức quá, không tức quá, dung Quang cho con không tức giận. Một hồi tao đuổi mày ra khỏi chỗ này nha. Dạ dạ dạ. Sao mày chót vô hoài vậy? Dạ dạ mời Quang. Mày xuống với quỳ luôn. Dạ 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 dạ. Đứng đây lộn xộn. Dạ. Muốn quỳ đó ở đâu mày? Dạ quỳ đây. Nè kia. Dạ. Nghĩa là người ta về người ta biểu đưa tiền đánh đề mà không có tiền đốt nhà là phải rồi. Hả? Hôm nay ta đại diện cho bà con, đại diện cho chồng nàng, ta xử nàng về cái tội mà bỏ chồng bỏ con, ngoại tình, không lo cho chồng con, không xứng đáng là một người phụ nữ. Nó phụ nữ, hiểu chưa? Trời ơi. Bây giờ ta xử nàng. Để ta coi xử nàng gì đây. Nặng lên Quang, nặng lên Quang, độc ác lên Quang, độc ác. Tam ban triệu điển. Tam ban triệu điển. Nàng biết tam ban triệu điển là tội như thế nào không? Sao vậy? Tam là ba, ban là cái ban, triều là triều đình, điển là bông điên điển. Ba đời làm cái ban đi ăn không điên điển ở triều đình. Ủa là sao, là sao? Ủa là sao Quang? Ủa là sao Quang? Cái mặt quỷ. Tao chọi mày một cái rồi bể cái đầu mày nha. Dạ tao con nghe vậy con hiểu vậy thôi. Mày cắt nghĩa tầm bậy. Dạ chứ sao Quang? Tam ban triều điển là ba cái xử rất là độc ác. Dạ. Bây giờ tao sẽ chọn một trong ba cái tam ban triều điển. Ngày mai đúng giờ ngọ, đưa nàng ra giữa chợ, lột hết quần áo, xẻo từ miếng thịt. Trời ơi, trời ơi, lột hết quần áo, xẻo. Trời gì Quang ơi, Quang ơi, không dạy nha. Trời, chợ nàng, chợ nàng đem vợ tôi ra ngoài ở dưới chợ lột quần áo cho mọi người xem hết trơn. Mì xuống mày. Dạ Quang ơi, sao em nói. Ôi nếu mà mình chết cái kiểu đó mát quá rồi. Rồi công là dưỡng da rồi đó. Sao không xử kỳ rồi không có lột quần áo thì là không, đừng vậy mát lắm, chịu gì nổi. Cái lộn mà lột quần áo. Không, dạ. Lột cho người ta xem vô kỳ lắm. Ha. Dù sao cũng là vợ tôi. Bởi vậy bây giờ xử cái đầu đi đó. Thắt cổ chắc, đúng không? Thắt cô Quang ơi, không được Quang ơi. Cái chết này nó lưỡi nó dài ra tới 8 tóc lộn xấu lắm. Chết cái nào mà đẹp không. Đừng cho chết, để cho sống đi Quang. Sao kỳ vậy? Tại vợ tôi mà. Đừng cho chết, xử sao cho sống đi. Kỳ vậy? Xử là phải xử sống. Dạ. Tại sao xử sống? Tự xử sống tại vì Quang không biết hết. Họ nói cho Quang nghe. Bởi vì sao biết không? Quang biết sao không? Vậy vì trong cuộc sống mình á, nếu mình xử ác quá, mình nói là mang tiếng ác suốt đời, không? Mình xử sống á là mình có xử làm sao mà đừng có chu di tâm tộc, đừng có thắt cổ, đừng có cho chết gì hết, mà làm sao là để nó gọi là một cái chết nhẹ nhàng mà trong cái tâm tâm đó nó đau, nó rất ức gì mới hay vậy Quang ơi, hiểu không? Ức là sao? Không hiểu, không hiểu. Trời, công nhận Quang ngu thiệt luôn á. Ngu vậy vậy? Ngu quá. Ở đây. Không. Ý con nói á là bây giờ đừng để cho nó chết, không? Mà để cho nó sống. Sống để làm chi? Để nó phải nuôi 3 đứa con nên người khôn lớn. Còn cái căn nhà đó làm chi? Nhà nó giao lại cho con. Con bán đi, con lấy tiền, con dắt qua đi nhậu, rồi dắt anh em đi uống đi ôm. Có nghĩa là ly dị với nhau. Dạ đúng, ly dị. Sĩ Quang ơi, nếu mà ly dị mà lấy hết nhà cửa tiền bạc rồi tiền nó con nuôi con Quang. Ráng chịu. Hiểu chưa? Mày quỳ xuống mày, đừng quên nhiều chuyện. Cái thằng này đó là mai là đàn ông đó, đàn bà nó là bà tám à. Hôm nay ta xử nàng lý dị, nàng có phục không? Ta không phục. Không phục? Mày phục không? Dạ phục. Ồ, phục phải không? Được. Nếu phục mà lại ký tên vô đi. Ký liền. Đó, con ký rồi. Em đã ký rồi. Nàng ơi, nàng ký đi. Nàng ký đi mà. Nàng ký đi. Đập vô, ký bên này cho tôi. Ký vô. Đó. Trời ơi. Quang ơi. Nó bút xa là gà chết rồi Quang ơi. Nó ký rồi ly dị. Ký là chữ là mực. Không? Dạ. Cái chữ ký hai người có đầy đủ. Dạ. Ta tuyên bố kể từ hôm nay hai người ly dị. Quang ơi. Cái gì? Trước khi ly dị cho con nói chuyện với chồng con lần cuối. Ôi muốn nói bao nhiêu nói à. Được rồi, muốn nói gì nói đi. Nói lẹ đi. Tôi phải đi nhậu đi ôm với bà tôi nữa kìa. Chàng ơi. Gì? Trong giây phút chia tay, nghe lòng tôi mừng thật. Sao em xin anh đừng buông, chớ có nhậu nhiều, sợ gan cô chương, có khi sẽ qua tiểu đường. Trời. Còn quỷ cái này Quang nó miệng nó ăn mắm ăn muối nó suối con. Trời ơi, sơ gan tiểu đường à. Nó suối con miệng này linh lắm. Bây giờ sao? Bây giờ đó là ly dị rồi phải không? Dạ. Người này không phải là vợ người đó phải không? Dạ đúng. Có gì đâu cười. Vợ chồng em đã bỏ, em và anh sống chung trọn đời. Anh mua em căn nhà lầu, em thích đeo vàng, mua cho em chiếc Mercedes. Để chiều mình lái đi. Anh thấy em bè chắc ghê quá. Quá chồng hát vậy bè. Xí. Giờ hỏi câu. Ủa nãy giờ hát gì tôi không hiểu vậy. Kệ người ta đi đợi rồi. Mày ra ngoài chơi đi. Mày không có dính dấp vậy đi vậy rồi. Anh ơi. Trời ơi không ngờ bây giờ em có chồng giàu dữ vậy luôn. Bởi vậy giàu lắm. Trời thương quá hung cái nè. Ê, chơi kiểu này không được nha. Sao vợ của người ta mà đè hung hoài vậy? Ê, vợ gì mà hỏi vợ mà coi. Để em. Nói đi em. Cái gì vậy? Ai mới nói vợ gì vậy? Trời xin lỗi nha, tờ giấy ly dị mới ký mà còn chưa có ráo nữa kìa. Đây, coi đâu nè, đó ráo nè. Đây nè. Chị là sao? Xin lỗi nha, đây với đây không còn là chồng là vợ nữa, mà bây giờ đây với đây mới là vợ là chồng. Nó mày bỏ tao vớt thôi. Chơi này kỳ nha. Tôi cảnh cáo hai người nha, hai người vừa phải thôi nha. Hai người không phải là âm mưu bày ra cái kế này để hại tôi đâu. Hại gì? Chính mày nói biểu người thưa vợ mày à. Mày nói vợ mày ngoại tình, mày muốn bắt buộc tao là phải ly dị à. Phải không? Bây giờ đó là ly dị rồi thì vợ mày ở không tao vớt. Ôm chặt vô, ôm chặt vô, ôm chặt vô, ôm chặt vô. Buông ra, buông ra. Không buông, không buông, buông. Tôi la hai người, tôi quỳ, tôi la hai người. Quang ơi con lại quá. Đừng ôm vợ con nữa, con hối hận rồi, con biết ăn năn hối hận rồi Quang ơi. Gì gì? Con thương vợ con lắm. Sao em, sao? Thương cái gì mà thương? Nè ông nhìn tôi nè à. Rách tả tôi như vậy mà thương tôi đó hả à. Xin lỗi ông nha, cái tình thương ông quá muộn màng đối với tôi rồi. Bây giờ tôi đã có chồng giàu. Giàu lắm gì? Cứu con quá. Chứ không, cái này con là người thắt cổ tự tử chứ không phải vợ con đâu. Ủa mày ký tên rồi mà, ly dị rồi mà. Ừ dạ, mặc dù ký với nhưng con làm gì dẫn qua cho hùng dọa cho vợ con nó sợ thôi. Nè 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 nè, trở về với con. Dạ Quang cứu con ơi. Có nghĩa là hồi nhà ngươi có gì nắm ở trong tay đó thì nhà ngươi không biết quý, bây giờ mất rồi mới thấy quý phải không? Dạ dễ thương quá mà không quý sao được phải không em? Thì nó nói vậy là tính sao? Nếu mà nói như vậy thì sao? Quang ơi ừ. Trả em về cho chồng em đi Quang. Được rồi, để ta xử cho, để ta xử cho. Bây giờ đó nhà ngươi hứa đi, hứa với vợ nhà ngươi những gì mà ta nghe vừa tay ta xét rồi đi vậy. Dạ ta trả vợ cho ngươi về nhà ngươi. Dạ dạ con xin thề với Quang và với hai lính này, có thằng lính thức thằng lính ngủ. Trời ơi trời, bướng 50 mà ngủ ai, ngủ ai vậy? Ngủ giết ăn giết bập thay ngủ ai? Dạ, thề gì? Dạ con thề, dạ từ đây về sau con bỏ cá độ đá banh cờ bạc và không nhậu nhẹt nữa. Dạ con sống với vợ, lo làm lo kiếm tiền để nuôi vợ và nuôi con, để sống một cuộc sống ấm gia đình hạnh phúc. Thấy vợ nhà ngươi không? Dạ quần áo tả tao như vậy đó. Dạ còn nhà ngươi á có bao nhiêu tiền thì đem nước vào cái chuyện cờ bạc hết trơn. Dạ. Như vậy là làm sao cuộc sống gia đình được hạnh phúc được? Dạ con biết ăn năn hối hận rồi. Một lần này thôi đó nhá. Dạ tôi muốn nghe lời nói của bên đây. Dạ thưa Quang, nếu như mà chồng của con mà ăn năn hối hận thật sự thì con cũng muốn là được sống chung với chồng con, tại vì vợ chồng con rất là thương yêu nhau. Bây giờ hai người đã hứa trước mặt Quang rồi đó nhé. Dạ Quang xét là ly dị này là hai vợ chồng coi như là không có chuyện gì xảy ra. Dạ nhớ những gì nhà ngươi đã hứa. Dạ trước mặt hai người ta xé đây. Dạ đội ơn Quang, ngàn lần đội ơn Quang. Dạ ơi quá thấy thương quá luôn. Ừ. Nè hai vợ chồng về nhớ nghe không, nghe lời Quang, sống cho thật là hạnh phúc nghe không? Dạ đó, đừng có cờ bạc rượu chè giống như ngày xưa nữa nghe không? Dạ lo làm ăn với người ta nghe chưa? Dạ bà cũng vậy nữa, đừng có rầy rà chồng ở trong nhà gây lộn hoài cũng không tốt đâu. Dạ em ráng lo cho con. Dạ ừ. Cảm ơn Quang, nhờ Quang mà chồng đã sáng mắt ra. Dạ ngứa quá rồi bắt đắt ngứa luôn. Tháo râu ra đi để chi cho cực vậy. Quên để tháo râu ra. Ủa vậy là xong rồi hả? Xong rồi ừ. Hết gác hả? Hết rồi. Trả tiền Tiền gì vậy? Thì tiền đứng đây nè. Tao mướn mày 50 nữa tiền rồi. 50 là 1 tiếng hả? Còn đứng nãy giờ là 2 tiếng rồi. Thôi mày ơi, tao làm đâu có bao nhiêu, 2 thằng trăm rồi còn gì nữa, 2 cha con mày 100 nữa. Cái gì nãy nó nói 1 tiếng thôi mà. Xí Mình lên. Ủa sao thiếu em quen mình? Cái bọn Ê! Coi! Bảo Chung! Thì đúng rồi. Ủa sao kỳ vậy? Tôi nè. Ủa Bảo Chung mà sao tự nhiên sao vô làm quạt là sao? Không hiểu. Đâu có gì đâu. Cái này là tôi với bả sắp đặt. Tôi thấy hai chồng gây lộn hoài à. Đó không có được hạnh phúc, tôi mới làm giả làm quan xử thử cho anh ăn năn hối hận, anh trở về bây giờ nè để lo làm ăn lo cho vợ con. Thôi dẹp đi phải với ông Quang thiệt, để hung vợ tôi không nói rồi. Thằng này Bảo Chung hung tôi nghe cũng tức. Đúng rồi hả? Trời lợi dụng có không? Có sao có nói nữa. Trời ơi tôi làm ơn mắc bán hả trời? Mắc bán cái gì? Hồi nãy đâu phải mình tôi hung bả đâu, bả cũng có hung tôi vậy. Có không? Có mà. Trời!